Có. Đá được của chúng anh chị rất là nguy hiểm nhé. Áp rút lại cho này đá. Mến chào quý các bác anh chị Mạnh Thường Quân, quý khán giả đã quay trở lại với số tiếp theo của cháu Bình Hà Giang. Và hôm nay cháu Bình gọi được bốn anh thợ ra để giúp cháu Bình chắp nhà. Và hôm qua thì hai anh thợ và cháu Bình cũng đã chuyển xong cắt chát vào nhà rồi. Và bây giờ thì anh em cháu Bình sẽ chắp nhà. Và cháu Bình cũng xin chúc tất cả cô chú bác anh chị Mạnh Thường Quân có một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc, tràn đầy năng lượng. Bây giờ thì hai anh thợ đang giúp cháu Bình chắc nhà trên này. Sáng nay thì cháu Bình cũng tưới được một ít nước vào những viên gạch rồi. Vì gạch khô quá thì làm ra thì sợ sau này sẽ bị nước nẻ không nhìn không đẹp nên là cháu Bình tưới một ít nước vào. Là hai anh thợ thì đang trèo lên trên này để chát rồi. Và còn một anh thợ thì cháu Bình nhờ để chát cửa và cửa sổ. Để cháu Bình sẽ đi gọi anh cơ khí ra để đo đặt cửa với lại cửa sổ. Cháu lấy một bao, có người không? Không có thì cháu tự lấy được. Thế này nhỉ? Cháu Bình mua bao gạo này là 670.000. Gạo này 50 cân nhỉ? 50 cân được không? Vâng. Bây giờ thì hai anh thợ cũng chát được một ít trên này rồi. Bây giờ thì sẽ hạ xuống để chát cái phần dưới này. Bây giờ thì hai anh đang bỏ những cây ráo xuống để có chỗ đi lại. Còn em má thì phụ vứa cô chú bác anh chị ạ, lấy chiếc xe rùa để chở vứa ra đây, rồi là sẽ cho anh thợ chắt nhà. Còn một anh thì đang chắt ở bên cửa bên kia.
sau một ngày cố gắng thì cũng đã chát xong cái phần bên này cô chú bác anh chị ạ. Và bây giờ thì anh thợ chát ở cửa thì cũng về cùng với các anh em để chát. Và anh thợ này thì cũng là một anh thợ cứng nên là mình sẽ làm nhanh hơn. Hai anh thợ thì cũng làm rất là nhanh rồi, rất là giỏi rồi. Anh thợ thì về đây cùng nhau làm. Đấy, đây là anh thợ đang đứng ở đây để nhìn anh này làm. Anh thợ này thì đang làm rất là nhanh, đang làm để làm đẹp. Làm xong cái phần trên này thì sẽ làm cái phần dưới này cô chú bác anh chị ạ. Chắc thì cũng phải làm giáo, làm những cái cột giáo này rồi là bắt lên, trèo lên thì làm thì mới tới được tít trên kia. Và hôm nay thì đây là các anh thợ nhá, đang đứng ở đây để nhìn anh thợ làm. Đấy, đây là cái anh thợ sáng nay thì cũng làm cái cửa này. Đấy, chắt ở cái cửa này để cho một tí sẽ có một anh thợ ra để mà đo cửa nhé. Đấy, đây là cửa. À, một cái này xong thì cũng phải chắt cái này ra thì mới đẹp cô chú anh chị. Ở đây chỉ gọi là bắt cửa thôi, bắt chắt lên để cho cái cửa vuông góc thôi ạ. Đấy, cái bên này cũng như vậy, đã chắt được cái này rồi và rất là vuông góc. Ở dưới cái phần chân cũng như là cái phần trên này thì cũng là rất là vuông góc. Thì anh thợ cơ khí ra đo cửa thì sẽ đo chuẩn. Thì sau này làm xong cửa thì chỉ ra đây để lắp thôi. Thì như này thì rất là đơn giản, rất là tốt. Còn mình chưa chát cái phần này thì đo cửa ra thì sau này mình chát lên thì sẽ không vừa. Nên là bắt buộc phải chát trước như này. Hôm nay thì Bình cũng bảo một anh để chát cửa với lại cái cửa sổ. Đấy, anh vẫn đang chát cái cửa sổ ở đây. Đang chát cái phần cửa sổ ở đây. Còn cái phần bên này. Đó. Thì hiện tại thì anh đang trèo lên để hộ ba anh em làm. Thì anh sẽ về làm hoàn thiện cái cửa sổ này. Thì một tí thì cái anh thợ cơ khí cũng sẽ ra. Đấy. Làm được như này rồi. Hôm nay thì có bốn anh em làm. Cô chú bác anh chị ạ, trong ngày hôm nay thì các anh thợ cũng đã chắt được cái này rồi. Và cháu Bình thì cũng đi lên trên thị trấn Mèo Vạc, gọi được anh Lử ra để đo cửa, cũng như cửa phụ và cửa sổ cho cháu Bình đo để đi làm. Thì hôm nay cũng chắt xong rồi thì sẽ đi, anh Lử sẽ giúp cháu Bình đo cửa rồi là sẽ đi làm á. Đi làm cho cháu Bình, đi làm cửa. Thấp quá. Yếu cho em xíu. Ốc phải em hình đồng. Đọc khó hông hơn chứ không xuất rếp của bác. Dưa cho tì, dưa lắng cơ nhé để xì. Còn lấy khó mé mà. Còn hai mấy ngôi thì nó lấy khó tua thế mà. Ờ, chứ khó lắng hết thế hả? Lắng. Khó ốt không? Chị ốt mà. Chị ốt mà, lắng cơ không được. Đó này. Ờ, chứ còn là... Một cái khó mé cơ mà nhá. Một cái đấy ít đi đây á. Tao xếp khó xóa mình, chẳng lại mình thân. 21 à? Có một 21 à? Vâng. Hả? Cửa này anh lửa đẹp. Khí còn đó thế rồi à? À bây giờ thì các anh em thợ cũng đã nghỉ rồi cô chú anh chị ạ. Và em má và có hai anh thợ ở trong xóm ở tít trên núi xuống dưới này để giúp cháu Bình chắt nhà ấy. Thì nhà cháu Bình thì còn hai nải chuối, chuối xanh rất là to ấy. Thì nhà cháu Bình thì cũng không có người ấy, có mẹ cháu Bình và cháu Bình thôi nên là cũng không ăn chuối. Thì cháu Bình sẽ chặt một nải chuối chia cho em má cũng như là cho anh thợ để mang đi về nhà cho các cháu ở nhà nhá. Bây giờ cháu Bình sẽ trèo lên cái chuối để chặt ạ, cô cho anh chị.
Nảy chuối trên này của nhà cháu Bình thì rất là to cô chú bác anh chị ạ. Và nảy chuối thì có rất là nhiều quả chuối á, thì cháu Bình sẽ chặt về và sẽ chia cho ba anh em thợ mang đi về nhà cho các cháu ở nhà. Đây là cái thân của nhà cháu Bình lấy ra đây để mình sẽ phải buộc lên trên kia rồi phải kéo xuống thế này ạ. Rất là cao, chuối xanh nên là rất là cao cô chú bác. Mà cũng có cái bức tường đá ở đấy, tường đá ở đây nữa nên là rất nguy hiểm. Cháu Bình sẽ trèo lên ạ, để cháu Bình sẽ buộc để cho em má kéo về. Chúng sẽ vứt cái dây lên trên. Không được rồi, không được rồi, không được rồi. Khó quá. Rất là cao này, không biết gì được. Chị nào là tốt không nữa. Ông nhớ đến rồi thì coi cho vật cái này nữa. Quay đi phở đi một quả. Ừ. Có à. Đã được của chú anh chị rất là nguy hiểm nhé. Bắt rút lại thì này đã. Wow, siêu to. Siêu to luôn. Đó là thế cơ mà. Đấy, cháu mình đã chặt xong rồi. Bây giờ sẽ đi vào trong nhà. Nặng, ôi ôi, rất là nặng. Cố gắng. Đi đâu? Sau một ngày làm việc vất vả thì anh em cháu Bình đã đi chặt được một nải chuối. Rất là nhiều chuối cô chú anh chị. Một nải chuối to thì có rất là nhiều nải bé. Thì sẽ chia cho ba anh em. Mỗi người sẽ được hai ba nảy chuối bé gì đó. Cái chuối này thì chưa chín cô chú bác anh chị sẽ phải lấy đi về để mấy ngày. Để mấy ngày thì mới chín được. Chín sau đó thì sẽ cho các cháu nhỏ ăn, bây giờ còn rất là xanh ạ. Đấy, rất là nhiều nảy chuối con. Tí sẽ tìm một cái túi để cho anh em ăn về. Em má đứng đây nhìn. Cần chú thợ xây đang giúp cháu Bình cắt. Đấy, một tí sẽ chia cho các anh em. Thì hôm nay thì các anh em cũng đã chắt xong một bức tường rồi, nên là
Ngày mai thì các anh em sẽ lại ra giúp cháu Bình chắt. Và các anh chắt tường thì vẫn sẽ có tiền công của chú anh chị ạ. À, không phải là giúp cháu Bình nhé. À, đây là ra đây để giúp cháu Bình làm nhưng mà vẫn có tiền công ạ. Để tất cả tiền công thì cô chú Trấn Hồng ở bên Na Uy sẽ hỗ trợ tất cả. Cháu Bình chỉ biết để gọi vật liệu thôi, tiền công hay là tiền tất cả thì hai cô chú rất thương cháu Bình nên là cũng giúp đỡ cháu Bình rất là nhiều, giúp hết tất cả 100% ạ. Bây giờ thì cháu Bình với các anh em thợ cũng đã ngồi vào mâm, mà bây giờ thì trời cũng tối rồi. Lúc nãy thì mẹ cháu Bình cũng đã làm xong một con gà, cũng đã nấu xong bữa cơm tối thì cũng không có cái gì, có bữa cơm thịt gà với lại rau bí. Hôm qua thì anh em cũng đã ăn bữa cơm thì cũng là thịt gà thôi, và trưa nay ấy, thì cũng ăn một ít thịt cá. Đấy, đây là anh em, tất cả anh em đều ở đây, và cháu Bình cũng xin mời tất cả cô chú bác anh chị cùng với chúng con cũng như là mẹ cháu Bình ăn bữa cơm tối ạ. À, bây giờ thì tất cả anh em thợ thì cũng đã ăn xong bữa cơm tối cô chú bác anh chị ạ. Bây giờ thì ba anh em Bình cũng nói là tối thì ba anh em ngủ lại với Bình, nhưng mà ba anh em bảo là thôi thì cũng nhà cũng gần đây thôi nên là sẽ đi về. Đây là một bao tải chuối hôm nay Bình chặt cho ba anh em mang về để chia nhau để cho các cháu ở nhà được ăn. Đây là xe của Bình, xe của cháu Bình thì cũng sẽ mượn cho em má để em má đi về nhà ấy. Ba anh em sáng nay ra cùng một chiếc xe là đi với lại bao tải chuối này nên không đi được, nên là sẽ đi xe của mình đi về. Thì các anh đi về cẩn thận nhá. Đi về cẩn thận em má nhá. Đi đường nó hơi tối, đèn xe thì cũng sáng rất to. Đi cẩn thận nhá. Chú đi về cẩn thận nhá. Ôi giời, một chập em. Ôi trời. Nhưng mà đây. Ơ, bọn gái thích đâu? Bọn gái khỏi mẹ mà không đi. Ăn đi chết. Cảm ơn nhá. Cảm ơn anh em nhá, cảm ơn chú nhá. Cảm ơn mặt đúng không? Đấy, phải đi về rồi, có chú anh chị. Đấy. Anh em đi về rồi. Đi về đây Hiếu. Bé Hiếu, đi về thôi. Đấy, Hiếu đi trước đi. Cẩn thận ngá nhá. Đây có một đống bột đá ở đây nữa. Giò từ từ thôi ngã. Bây giờ thì các anh em thợ cũng đã đi về nhà rồi cô chú bác anh chị ạ. Và cháu Bình thì đã vào trong nhà ngồi rồi. Nhưng mà buổi tối hôm nay sắp mưa thì cũng mất điện, không có điện. Cháu Bình ngày hôm nay là một ngày công việc rất là mệt mỏi. Vì là anh trai của cháu Bình ấy cũng bị bệnh nặng rồi. Và cháu Bình lo lắng rất là nhiều thứ cô chú bác ạ. Còn phải về nhà làm với các anh thợ nữa. Và bây giờ thì trời tối và rất là muộn rồi. Đấy, bây giờ lại có điện rồi. Lại có điện rồi. Thì cháu Bình cũng xin cảm ơn đến tất cả cô chú bác anh chị, Mạnh Thường Quân, quý khán giả đã luôn quan tâm và ủng hộ kênh của cháu Bình Hà Giang. Và cháu Bình cũng không biết nói gì hơn nữa. Cháu Bình xin trân trọng cảm ơn tất cả cô chú bác anh chị. Và bây giờ thì cũng là buổi tối nên là cháu Bình sẽ nghỉ ngơi, là sẽ phải tắm rửa rồi là đi chỉnh video, rồi sẽ phải đăng video lên cập nhật cho tất cả cô chú bác anh chị biết nữa. Và sau đó thì cháu Bình sẽ phải đi lên trên nhà của anh trai ấy, lên trên nhà chú để đi cùng anh trai ở một lúc nữa, nên là cháu Bình sẽ xin phép khép cái video của cháu Bình tại đây. Cháu Bình xin chào và hẹn gặp lại cô chú bác anh chị trong những cái video tiếp theo của cháu Bình. Cháu Bình xin chào.